Trường hợp những bệnh nhân bị đau vai thì chúng ta sẽ chườm vai và cũng vẫn với cặp đá dùng khăn đa năng, chúng ta sẽ vắt ngang vai như vậy. Khi mà bị đau vai mà chúng ta kiểm tra không có sưng nóng đỏ đau thì chúng ta sẽ dùng đá nóng. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.